Nhớ nó có hai đứa bạn tên là Hoa Hậu. Thì hai đứa nó hiền, gặp tao chết, giận cổ nó chết. Trời ơi, tội nghiệp hai đó mẹ ơi. Mà nghe nó Hậu á, năm sau thi Hoa Hậu gì đó, cho nên nó nhường nó chứ nó không nhường thi nó. Mệt mỏi rồi. Chúng ta mệt mỏi nó rồi, hình như tập trước tụi nó gây lộn không? Đúng rồi mẹ, trời cũng vui, trời tụi nó tan rã, ai ghẻ nó không tan rã. Nó không tan rã luôn. Mình nghe đồn nó mấy con nó như là cái gì đó, sau này thành. Mày kỳ lắm nha mày. Mày rớt cái tóc giả tao ra rồi ai đợi chứ. Mẹ ơi, bạn nghe nè. Mốt á mình gọi và gọi khác được không vậy? Nó nghe nè, từ từ thôi, từ từ thôi. Chí quá nó thối nữa mà. Ghẻ hai ơi. Không, mẹ con nói mẹ nghe nè, cái này là chị Tâm nói đúng. Tại mẹ vừa ở dơ vừa chí. Mày mẹ ơi, rớt đầu em cắm. Trời ơi, chưa gì hết, nó chưa kịp tới Hoàng Hậu mà đòi chém mẹ rồi kìa. Mẹ ơi, ghẻ hoa ơi, cho phép con hôm nay được đi chảy hội để được gặp hoàng tử Trung Huy nha. Con đi đi con. Cái gì vậy mày? Cái gì? Con đấm bể cái lồng ngực con chết tại đây với con nha. Tại sao mẹ cho chị Tắm mà không cho con đi? Con là người nết na, thùy mị, đẹp đẽ, mắt mũi miệng ra đây nè. Thằng Huy nó cũng có mắt mà con, nó phải biết nhìn người chứ. Ví dụ mày với Tắm này mà để kế nhau phải chọn Tắm chứ sao chọn mày được. Không có được, sao mày nói như vậy? Trời ơi là trời, thằng Huy nó đâu có điên tới như vậy. Nó phải chọn con, mày hiểu không? Mày nhìn đi, mắt hai mi, mũi cao, liền chứ chiếm mày thấy chưa? Con còn nít na thùy mị nữa, tại sao nó chọn con Tắm được? Tắm nó có cái mày không có. Mà đừng nghĩ mà là chị tôi đánh mày nha. Nhưng mà ghẻ hoa nói đúng mà, chị có cái mà em không có đó. Im đi. Đúng rồi, con bị gen của mẹ. Trời ơi. Trời đừng có nói cái vấn đề đó, kệ nó đi. Rồi, đúng rồi. Đừng rồi, rồi ạ. Vậy là ghẻ hoa cho con đi đúng không? Cho. Nhưng mẹ bị đau lưng, còn em Cám của con á thì bị thúi móng. Thành thử ra là mẹ không có làm việc gì nè. Thì sẵn trước khi mà con đi á, con làm cho mẹ ăn việc đi. Làm sao mẹ cho đi liền. Nhưng mà con đã làm việc nhẹ hết rồi mà đâu còn việc gì đâu để làm. Làm hết hả con? À đợi xíu nha. Để tao coi con mày hết chưa. Nặng quá, nặng. Nặng quá. Mẹ, mình khép lại đi mẹ, lúc nào cũng vậy hết á. Nhanh lên, ai cặp mẹ con. Biết sao hôm mai là giỗ cha. Dạ. Đó, thành thử ra là phải làm chè đậu. Không ăn chè đậu luôn, ngán chết con nào ăn chè đậu. Trà sữa chân trâu đường đen. Được á chị. Đi kêu. Đi kêu. Hai con mắm, hai con mì, hai con quỷ yêu, tao chưa nói xong. Thì đó, mai mẹ định làm chè đậu cho ba con. Nhưng mà hả cũng khó lắm. Lỡ tay. Trời đất ơi, cái này lừa một cái là tên răng lông đầu bạc nhưng chưa lửa xong quá chị. Lỡ con mẹ có cô ý thiệt mẹ. Trời ơi, nhưng mà đừng có để 2 tuần như vậy. Khó lửa lắm. Để làm sao mà con lửa được. Trời ơi mẹ bây giờ đau lưng sao mà lửa. Mắm ơi con lửa ra đi mẹ lỡ rồi. Thôi bỏ lại bỏ lại nhà là bánh. Thôi đừng khóc nữa. Thôi hai mẹ con ở nhà lửa đi để con đi dạo hội nha. Không mẹ bệnh mà con mặm hai vũ cha, không lẽ giờ trai quan trọng hơn cha? Đương nhiên là trai quan trọng hơn cha rồi. Quên. Trời chị ơi, em nói chị nghe nè, trai lúc nào cũng phải quan trọng hơn trai, hiểu không? Nhưng mà cái món em nó rất là thúi, chị hửi coi. Thúi quá. Cho nên nó em lựa chè rồi ai mà ăn đúng được, không? Chị lựa cái đó ai mà ăn cho. Thôi. Nhưng mà không cần lựa đâu. Bây giờ mình order chè về cũng được mà. Trời đất ơi. Chè đám dỗ là gì nha? Đám dỗ là mình phải tự tay mình làm, hiểu không? Chứ ship về rồi chứ ai nói làm cái gì nữa. Cha trên nói cha ăn cha tự dựng cha chết thêm đợt hai đó. Nói cái gì mà thầm cái gì vậy? Con chim sẻ mới bay qua thả cái gì xuống nè. Ai mà dục cái gì? Trời thời này còn xài đồ cỏ nữa. Trời ơi con nhỏ. Đây để con đọc. Con la 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 la. Nhà vua đẹp trai, ga lăng, phúc hậu, thèm ăn chè đậu đỏ. Nhà vua ban lệnh, ai nấu được chén chè đậu đỏ, nhà vua sẽ ban cho một rương vàng. Ký tên nhà vua đẹp trai. Con lửa đâu? À mày mẹ lửa. Khoan. Bình tĩnh. Nó nghe nè. Bây giờ em sẽ đi làm neo xong. Khoan xí, nó nói gì chè gì vậy? Chè đậu đỏ, có đậu đỏ nè. Khoan xí, đậu đỏ.
nó nằm lẫn ở trong đậu đen và đậu trắng. Mà cái số lượng hạt đậu đỏ nó ít lắm cơ. Nó ít lắm cơ. My God. Thấy chưa, con nói với mọi người rồi, phải yêu thương nhau. Cắn nhau hoài, nhất là mẹ mày hay cắn người ta, có cắn cái váy nó sát lên tới đây luôn rồi. Vậy giờ con lựa, để con lựa vì con phải là hoàng hậu. Đừng mà chị Tâm, chị đừng có tham lam như vậy cơ chứ. Chứ em muốn sao? Em muốn là em lựa cho em là người nhỏ nhất, em phải gánh gian ba người lựa. Ai lựa đầu tiên người ta thắng. Nấu ra được chè đậu đỏ là người ta thắng. Ok. Ok, vô lựa. Xích qua đây. Trời ơi, nhiều như vậy thì làm sao á mà lựa được hết. Thì thời buổi này rồi, người ta order chè thôi chứ ai mà cần phải nấu. Đi ra mua đậu mới là nấu thôi. Bây giờ hả, tiền nhà hết rồi. Còn có nhiêu đây thôi nè, đó. Giờ mày không lựa là coi như mày nhịn. À quên, hoàng thượng nhịn. Mày muốn làm hoàng hậu không? Dạ, thì mình muốn. Phải lựa ra đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, mẹ cũng làm hoàng hậu được, con cũng làm hoàng hậu được, mà con cám cũng làm hoàng hậu được. Bây giờ mình phân ra vậy đi ha. Bây giờ trong vòng 3 phút đồng hồ. Trời ơi mẹ. Tụi mình sẽ lựa làm sao mà ra được hạt đậu đỏ càng nhiều càng tốt, được chưa? Bây giờ đứa nào trong 3 phút mà lựa được nhiều đậu đỏ nhất thì đứa đó sẽ được đi cưới hoàng tử. Đúng rồi. Đi gặp hoàng tử. Chắc chắn thằng em con chắc chắn thằng ơi chị Tâm, em phải dặn mẹ em đàng hoàng mẹ ơi. Ừ. Trước khi mà gặp hoàng tử đó, mẹ nhớ nâng cái tông giọng của mình lên nha, chứ như vậy nó giống con ma lắm. Mẹ chiều con quá, cái con thường có đúng thường. Ok, trò chơi bắt đầu. Ngủ lộn cái gì vậy? Tâm chưa lấy được hộp nào luôn. Dạ coi cái gì vậy? Ghê coi cái con này mình ghê luôn á. Tâm chưa lấy được hộp nào. Mình đi ra chỗ sao có màu đen đấy. Tâm chưa lấy được hộp nào. Trời ơi, đừng coi. Ủa mẹ già mẹ xấu, mẹ lấy hoàng tử làm chi nữa. Nhìn mẹ ai mà ngủ cho nổi mà cứ trời ơi mẹ ơi. Tâm vẫn chưa có hộp nào luôn á. Mẹ ơi mẹ. Nói từ trời. Ủa vậy chi vậy? Nó lại không minh được xíu nào đâu chị Tâm. Trời đất ơi trời, tức quá nè. Tắm mẹ ăn gian lắm, tắm lặng bị nó ăn gian. Không phải ăn gian nha. Tắm đâu có ăn gian đâu. Tao nhớ nó có hai đứa bạn tên là Hoa Hậu. Hai đứa nó hiền, gặp tao chết, dặn cổ nó chết. Trời ơi, tao nghiện hai đó mẹ ơi. Mà nghe nó ăn hậu á, năm sau thi Hoa Hậu gì đó, cho nên nó nhường nó. Chứ nó nhường nó. Mệt mỏi rồi. Chúng ta mệt mỏi nó rồi. Hình như tập trước tụi nó gây lộn không? Đúng rồi mẹ. Trời con vui trời, tụi nó tan rã. Ai ghẻ nó không tan rã. Nó không tan rã luôn. Mình nghe đồn đó mấy con nó hình như là cái gì đó. Sau này hảnh gì vậy nè. Trời ơi má, chơi gì mà chơi bền chứ biết chơi nghĩ chơi cho rồi chơi đi. Chơi bền ghê luôn á. Nghe đâu nhỏ nó mở shop mà lên sĩ. Ủa chứ nó là dân sĩ á mẹ. Mai mẹ con mình ra đánh không? Mai con dạ. Mình canh ra đánh. Thôi mẹ ơi nhớ order 2 cái đầm ngủ sexy cho coi mẹ. Đầm thiết kế trông đẹp, công nhận đầm cái hông ngon. Đánh nó chết đi xong dùng cướp. Ok cũng được. Tại vì hoàng tử cũng mê cái mặt hoàng đồ. Hoàng tử cũng mê bận đó. Ba cái bộ đồ đó. Nghe đâu bận đồ nó trai theo nhiều quá. Ủa he he, để được trai theo nhiều quá trời luôn. Trời ơi. Hoàng tử nó chơi ngãi thôi mẹ ơi, vậy nó mặc cái bộ đồ đó he. Không, tao tưởng nó chơi ngãi thiệt. Trời thì nó chơi ngãi mà. Chơi ngãi đó, nó lắc xúc xích quá trời luôn á. Lắc xúc xích chứ lắc xúc xích. Lắc xúc xích hay lắc xúc xích. Con nói mẹ nghe nè. Gì? Mốt mình bớt chơi ngu nghị mẹ nha. Sao vậy? Mình già mình xấu mình chơi cho con khôn xíu. Đừng chơi lắc xúc xích nữa. Không phải, đừng có chơi mà ba cái trò lửa đậu như nè. Đừng có chơi ba cái trò mà ập đậu này vô đậu kia xong rồi muốn hại con người ta. Đúng rồi, cái bây giờ cái mình cũng lựa dù thứ già mà đúng không chị? Đúng rồi, em cám hai mình hợp nhau ghê. Đúng rồi. Hai chị em mình hợp nhau ghê. Nhưng mà có một cái chị không có. Là gì vậy? Chị xấu hơn em. Đúng rồi, trời. Tại vì em được hưởng nét đẹp từ mẹ em. Nhưng mà thấy chị không? Có một cái mà em không có. Mình bỏ vào vấn đề. Không, chị có một cái khác nữa mà em không có. Cái nết là gì? Không, chị là cái số làm vợ vua đó. Chị ơi, chị mắc cười chị quá. Bây giờ chị với ai cũng hay thua đâu. Chị thấy không, em thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nè. Cằm rất tự nhiên của mẹ em. Thừa hưởng của em, nó hơi lẹm lẹm xíu nhưng không sao. Mũi rất tự nhiên, chị thấy chưa. Cái gì của mẹ cũng tự nhiên hết. Nó thừa hưởng của em. Cái gì nó thừa hưởng của em? Em nó, em thừa hưởng của mẹ em. Xin lỗi chị, em thật khùng thở điên. Có cái con nào mà nó nghĩ ra cái trò này vậy ta? Thì đó, mai mẹ định làm chè đậu cho ba con. Nhưng mà hả, cũng khó lắm. Đúng con rồi đó. Này, con này nè em, con này dạ. Là cám. Con này nghĩ ra trò đó. Con này. Thấy chưa, em nói chị rồi. Ê khoan, nó mới vừa nói mẹ là con này. Không, tại mẹ hỏi con sao là con. Sao con hùa theo nó? Sao con hùa? Mẹ hỏi con là con nào? Nè, dù mình hỏi người ta, mình phải hỏi cái câu nào cho khôn.
khéo thông minh hỏi lên. Hỏi sao anh gặp mày hỏi sao? Ai là người làm cái trò ngu ngốc này? Dù sao cũng là người chứ phải là con. Trời ơi, đã ngu rồi mà còn hỏi bậy hỏi bại, chúng nó nói con gì đó. Quỷ cái nào ngu cái này luôn. Trời ơi, mày chết. Nó lẹ lắm mày, nó lia lẹ lắm, nó làm như nó vô hình như nó má mày cầm theo cây lược, cái gì mày định vô hình. Đầu của mẹ rớt vô mất rồi. Đầu của mẹ rớt vô đây nè con. Bởi vì mẹ, nè nè khoan xí, bây giờ mẹ ban thêm một cái luật nữa nha. Bây giờ ai mà ăn gian mà để bắt được á, hiểu không, là đưa hết nguyên cái đống đầu đó cho nó. Đâu ai bắt được. Ủa mẹ, bây giờ đâu ai bắt được đâu, con có thấy gì đâu. Ủa? Mày con ai? Mày con ai? Nhưng mà mẹ mày ăn lực gì mà ngu ngốc vậy? Nó giờ ai mà biết cái gì đâu, ai mà thấy cái gì đâu. Thấy cái gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Ai kêu ngu thì gán chịu. Ta nói rồi, cái con... Em có muốn làm vợ của em trai của Hoàng Tử không? Trời ơi, sao cũng được, giàu có là được. Em mê đại gia, chị em có giống mẹ em ngu ngốc. Bao nhiêu, không phải mẹ em ngu ngốc đâu chị. Mà là mẹ em cũng kiếm đại gia đó. Em trai Hoàng Tử mà. Là cái ông thằng dây trai á, mày chịu không? Trời đất ơi, gì mà như oh my god. Không, không, tại không, hay là chị á, thì chị sẽ làm vợ của vua, còn em thì sẽ làm vợ của Hoàng Tử, tức là em sẽ trở thành con của chị. Nani? Chứ không lẽ mẹ, bây giờ chị làm chị em, cái sau này chị thành con gái mẹ em. Đúng rồi đó em. Lạ quá ha. À, ngộ quá ha, con Tắm, con nhớ là con Tắm nó chồng Hoàng Tử mà, giờ nó muốn làm mẹ của Hoàng Tử luôn à. Không, con lấy vua, con lấy vua à? Xong rồi cho con trai em á là làm vợ của Hoàng Tử, là vợ của con thì xong rồi em Cám cũng sẽ trở thành con của con, mẹ hiểu không? Chị tấm rụng tóc giả vậy. Không có, tại chị biết sao mẹ em ngu lắm, chị đừng bao giờ nói những cái lằng quằng như vậy với mẹ em, chị mẹ hiểu không? Mẹ không được con. Mẹ con mỏi lưng quá à. Mẹ ơi, mẹ đè lên người con đau đó. Mẹ ơi, lúc mình ngu thì mình giấu cái vua ngu ở trong nhà mẹ, mình đừng có xô ra như vậy nữa. À, ở đây có tấm hồng không à? Tấm hồng, em có em. Ủa em đặt đồ gì vậy ta? Ờ, cái này Hoàng Tử đặt cho Tấm. Hoàng Tử? Vua hay Hoàng Tử? Vua. Vua đặt cho Tấm hả? Cái gì đây? Một bát đậu đây. Một bát đậu đây. Một bát là xay đấm, hai bát là đấm xay, ba đấm. Ủa? Vậy là thắng rồi. Ủa khoan nha, chưa chắc cái chén đậu này là của vua tặng cho chị Tấm. Nhưng mà nếu như không phải của vua thì chị vẫn thắng. Nhưng mà làm sao mà chị thắng được? Em muốn vua xuất hiện thì chén này mới là của vua tặng chị. Biết đâu chị ra chợ chứ kêu cái anh đó ship lại cho chị thì sao? Chị nghĩ em ngu ngốc chứ mẹ em cơ à. Nhiều khi ta cảm thấy tao mãn nguyện cái ngày tao rặn ra mày ghê cả người. Nói chung á là tin hay không thì tùy, còn chiến thắng thì sẽ thuộc về khán giả nha. Khán giả ơi, hãy bình luận là Tấm thắng, 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 Tấm thắng. Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh đi. Mọi người rất là sáng suốt, mẹ hiểu không? Giống như mà cái chị gì mà con nhỏ ngoài đây dân sĩ đó, chơi xấu mà. Chơi xấu quá trời. Bạn Hậu đó. Trời đất ơi, khán giả biết hết. Cho khán giả bây giờ người ta coi, người ta thông minh, người ta không... Cám thông minh! Bây giờ mọi người hãy bình luận theo cú pháp là Tấm thắng, Cám thông minh, Tấm thắng, Cám thông minh, Tấm thắng, Cám thông minh. Mẹ em. Ghẻ đẹp. Tấm thắng, Cám thông minh, ghẻ đẹp, Tấm thắng, ghẻ đẹp, Cám thông, Tấm thắng, ghẻ đẹp. Cám thông là gì? Quang, thông cái gì vậy chị? Chị cẩn thận lại nha, Cám thông hay gì mà. Thôi, bây giờ mình chốt lại cái keyword nha, chốt lại cái từ khóa của mình. Mọi người hãy bình luận là yêu gia đình Tấm hồng, yêu gia đình Tấm hồng, yêu gia đình Tấm hồng. Nhắc lại cho mọi người nhé. Yêu gia đình Tấm hồng, yêu gia đình ghẻ hồng, yêu gia đình Tấm hồng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hãy nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Pinky Honey, cũng giống như là gia đình Tấm hồng nha. Bye bye. Ủa lộn.